bốc hơi gần 30 000 tỷ sau mùa giải thảm họa. Kết thúc mùa giải rồi, MU chỉ đứng thứ 6 trên bảng tổng sắp ở Premier League với 66 điểm, kém 32 điểm so với đội dẫn đầu Manchester City. Đây là một trong những thành tích bết bát nhất của Quỷ Đỏ trong suốt hai thập kỷ qua. Điều này cộng với việc ban lãnh đạo MU không có chính sách rõ ràng liên quan đến việc chuyển nhượng cầu thủ và đầu tư cho mùa giải đã khiến cổ phiếu của MU trên thị trường chứng khoán sụt giảm nghiêm trọng. Theo tường thuật của tờ Daily Mirror, Giá cổ phiếu của MU hiện chỉ còn 14,24 bảng Anh trên một cổ phiếu và tổng trị giá của đội bóng này vào khoảng 2,25 tỷ bảng Anh. Trong khi vào tháng 8 năm rồi, mỗi cổ phiếu của MU là 21,82 bảng Anh với tổng trị giá 3,51 tỷ bảng Anh. Như vậy MU đã bấp hơi, 1,26 tỷ bảng Anh sau một năm đầy biến động. Đầu tiên là việc huấn luyện viên Jose Mourinho bị sa thải để nhường chỗ cho Ole Gunnar Solskjaer ở những trận đầu cầm quân. Sonzer đã rất bắt tay với những chiến thắng liên tiếp nhưng sau khi ông được ký hợp đồng chính thức thì MU chơi chứng, lại, rồi việc tiền vệ người Pháp Pau Pogba nàng nặc đòi ra đi nhưng LLB kiên quyết giữ lại. Ngoài ra trong mùa hè chuyển nhượng này, MU vẫn chưa có động thái nào trong việc chiêu mộ các ngôi sao lớn để tăng cường lực lượng.